Thấy dữ lên này. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em ghé lại bên nhà của bé Phát bị viêm màng não dẫn đến biến chứng là điếc và mờ mắt quý vị ơi. Bé đang nằm một chỗ nè. Hiện tại là có anh trai chăm sóc, rất hoàn cảnh rất là khổ. Ngày hôm nay em có được nhận được một số tiền của các mạnh thường quân ở nước ngoài. Đó là có chú $5 ở nước Mỹ ủng hộ 500.000 và em Mai ở Úc ủng hộ 1 triệu. Với lại bác Quảng Đào ở Úc là cũng 1 triệu quý vị ơi. Và tổng cộng ngày hôm nay em nhận là 2 triệu rưỡi. Và bây giờ em sẽ giao cho anh trai của Phát. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem video clip ạ. Trời ơi, lên rồi. Con mới đi đến Mai vậy. Dạ. Đến Mai. Ở bà quen bà con. Từ từ. Muốn nói gì vậy? Cho em trời. Nó đòi ăn bánh bì, em đặt cho nó rồi. Mà tại vì nó không có nghe cho nên mình không có nói. Nó lúc nào cũng vậy mà. Mình không có nói được người ta đang tới hàng sao anh không? Nó lòi vậy luôn á, nên nó vậy. Trời, giờ ôm té hồi xưa nó có mập không? Hả? Không, nói hồi xưa giờ nó vậy đó. Nó vậy không có mập. Ừ. Trời, tay lòng khổng lòng kiểu bây giờ nó thèm ăn bánh tâm bì hả? Nó thèm ăn bánh tâm bì rồi. Với hàng ngày nó thèm ăn cái gì? Đủ thứ chưa? Trời ơi, nói bụng quá anh. Mỗi lần nó thèm nó la lên vậy đó. Tại vì nó không có nghe được. Nên mình không có nói ường chút tới hàng sang sao. Mà anh nói cứ để nó la khi nào có đồ ăn thì. Không nghe được hả? Không nghe nó được. Chỉ nó nói thôi. Chỉ nó nói thôi. Không mua lại tức. Nhưng mà ý là mình muốn nói rồi, mới nói là một chút người ta tới hàng sao, một chút không có hàng sao. Nhiều khi nửa đêm nó đâu có thấy được đâu. Nó tưởng là bằng nửa đêm là ban ngày, nó gọi nó bắt một hai đi mua cơm tắm vậy nó. Nhưng mà trưa chưa ăn sao mà nó đói bụng? Trưa nó mới ngủ dậy đó. Nó ngủ dậy hả? Dạ. Tại sao không nấu cơm để nó ăn? Nó không chịu ăn cơm, nó đòi ăn bánh tập biển, nó thèm bánh tập biển. Nó thèm cái gì là nó đòi cái đó. Nhưng mà ví dụ mình không có tiền sao nó thèm dạ, không có tiền đáp thì, ứng yêu cầu nó không được. Có tiền thì chịu để cho nó la làng đó. Nó la nó hồi đau đầu. Chị mang coi. Nó la nó hồi nó đau đầu nó hồi đó. Nó hồi cái đầu nó căng thẳng lên nó gì đó. Vậy hả? Dạ. Nó hồi nó bị động kinh luôn á, hôm bữa nó đòi. Tự nhiên cái cầm chìa khóa đã rồi cái không đi là sao trời. Vậy giờ mình nói chuyện thì nó có nghe không? Không. Không nghe hết hả? Nếu nó nghe thì nó đã biết mình đang gọt đồ hay là sao rồi. Mà nó la mình ấy. Kìa, ăn nha. Bây giờ nó la rồi mình chỉ đành để đồ ăn về. Còn mình đút vô miệng nó ăn rồi nó im mà. Là nó tự ăn luôn hay là anh phải đút em vô đút, miệng em đó? Đút chứ nó đút đâu, hả? Nó đâu thấy đường đâu mà tự ăn. Ồ, không thấy đường luôn hả? Dạ, nó bị mù quá. Mắt nó mở chứ nó. Mắt mở trao tráo luôn. Ờ, mà nó không thấy. Mắt nó mở gì đó mà không thấy. Đói bụng quá anh. Mắt nó mở gì đó mà nó không thấy anh ơi. Vậy hả? Dòm vô nó tưởng nó. Giờ nó có thấy anh không? Không. Cái đầu nó ngước lên vậy không à. Rồi từ có món ăn tới bây giờ. Đó bởi vì khổ vậy đó. Có hôm bữa em là mẹ không có tiền á. Nó gọi nó thèm ăn cái gì bột chiên. Không có bột chiên cho nó. Nó tức lên nó hồi nó động kinh luôn. Nó tức lên lại lạng nó hồi động kinh luôn á. Đó nó là mệt. Nói gì đó, nó hồi lại là mệt, lại động kinh nè. Bị bệnh chính là bệnh viêm màng não. Viêm màng não. Mà biến chứng sang tới. Con viêm màng coi. Rồi. Biến chứng sang tới mắt và điếc luôn. Đổ hoài vậy. Nó không có nghe. Nhưng không, nhưng mà anh đập vậy thì nó cảm nhận được. Đó. Đập vậy thì nó cảm nhận được. Giống như là cái này nó rung linh cái lưng nó là sao á. Đó, thì cảm nhận được. Còn nó cũng nghe. Thì sau khi Bình Định Giáo Yêu lên clip á, dạ, thì có một số khán giả có ủng hộ tiền cho bạn Phát. Dạ. Và bây giờ em sẽ gửi anh. Dạ. Em có nhận chú $5 ở nước Mỹ là ủng hộ 500.000 ạ. Dạ. Con quỷ. Dạ em con cảm ơn chú $5. Và bác Quảng Đào ở Úc có gửi 1 triệu ạ. Bác dạ, Quảng Đào dạ, ở con Úc. Cảm ơn bác Quảng Đào ở Úc cho con 1 triệu. Con quỷ này đó có bán chè, ông gì mua cái bịch chè làm cái vậy. Anh nhỉ. Và chè nó nước dừa nó ngon. Em biết rồi. Và có em Mai ở Úc ủng hộ cho gia đình thêm 1 triệu nữa để lo thuốc thang em Phát nha. Dạ em cảm ơn chị Mai ở Úc. Em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ gia đình em. Em chúc anh chị nhiều sức khỏe. Là tổng cộng ngày hôm nay dạ, Bình Định Giáo Yêu gửi 2 triệu rưỡi nha. Dạ em nhận được 2 triệu rưỡi ạ.
Em cảm ơn. Giờ muốn ăn gì nữa? Ăn chè, giờ mẹ em có mua chè sẵn trong đó đó, cho nó đó. Ông ăn hàng dữ quá. Dạ. Ông bị viêm màng não mà biến chứng đến mắt mà bị điếc nè quý vị. Mà ăn cũng mạnh lắm nha. Ăn ăn ghê lắm. Đó là ba mẹ con ở trong một căn nhà 3 mét vuông. Đã tới ngày lần sau lĩnh đàng hoàng lắm, nhưng mà tại vì kéo mặt nó lên thì nó thấy không? Kéo mặt lên giờ sao? Lên nhìn anh nè. Nó không thấy. Ngước mặt lên nè. Nè nè. Để nó làm nó lên. Nó cái cổ nó thẳng đơ vậy nè, vậy nó không có cụp về trước được. Bạn này là bị bệnh viêm màng não, hiện tại là gia đình cũng nghèo khổ nên là chưa đưa bạn nó đi bệnh viện chữa trị được nha quý vị. Trời ơi, nóng hả? Nó giận lại vậy đó. Trời ơi, thảm không? Liền ống teo vậy đó. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Nó 29 tuổi anh. Rồi 29 tuổi. Còn ông là bao nhiêu? Em 33. Em 89 đó là 94. Trời. Rồi nè, nàng ta tới nè. Người ta tới nè. Người ta tới nè, đó người ta tới nè. Anh để anh tí, anh xuống lên lấy cho nghe. Alo? Ai? Biết ai không? Biết ai không? Hả? Không biết ai luôn. Không thấy cô luôn hả? Không. Nó không thấy cô luôn, có mắt như vậy mà nó không thấy, tội là nghiệp lắm. Không thấy luôn. Khổ luôn. Trời ơi, đồ ăn dữ lắm chứ. Giờ chưa ăn á. Kia cô 5 giờ mấy không biết không? 5 giờ mấy 6 giờ cô phải đi kiếm đồ ăn cho nó ăn. Rồi ha, tối khuya phải ăn. Không cho nó ăn làm sao nè, coi chân chẳng làm sao đi được. Dạ. Bởi vì khổ rồi. Nè. Mỏ nó ăn ngon miệng lắm anh ơi, thiệt á. Cầm chua miệng cho nó kìa. Nó ăn ngon miệng lắm. Rồi lúc khi 2-3 giờ sáng nó phải cho nó ăn nữa. Bệnh mà ăn cũng mạnh ha. Lại uống thuốc á. Dạ. Mấy bữa không có ăn được. Mấy bữa ăn dỗi trơn luôn. Em biết ăn dỗi vô cái tháng trời luôn. Mà nhìn đi nhà thương về nó ớ. 29 tuổi xưa rồi có bồ chưa vậy? Nó có quen ai đâu. Ở nhà không? Ở nhà không có ngày rồi. Ăn ngon miệng lắm. Ở miệng ăn rất là ngon luôn. Ờ, ăn ngon miệng lắm. Mở mắt trao tráo luôn chứ bộ. Sao lấy cái đồ chùi miệng với nó, cái nãy đưa miếng giấy về đâu, nó chùi cho nó. Không tự đút ăn được hả? Không, có thấy đường đâu. Nó đâu có thấy đường đâu mình. À. Nè, đây nè, 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 thử cầm coi, cầm ăn đi. Nè. Nghĩ sao cho nó cầm ăn. Nghĩ nó không cái tay nó còn hồng, cầm không nổi. Mày ngồi đàng hoàng coi, mày ngồi kỳ quá vậy. Mày ngồi anh đậu nó kìa. Nó tưởng là mẹ đó. Nó tưởng là mẹ đó. Sao đỡ đứng dậy ăn nằm nó có nghẹn không? Cái cổ của nó đau quá. Ừ, cổ của nó cứng. Cái miệng nãy tôi đưa cho mày đâu rồi, chùi miệng nó đâu rồi nè. Miếng giấy rồi, dục đâu rồi. Cái cổ của nó cứng rồi. Bây giờ có tiền mua cái thuốc đó cho nó uống hết cổ. Thuốc đó nhiêu tiền? Cái con mắt của nó. Người ta nói bây giờ mà đi đè tâm. Cái hũ thuốc cho nó uống là con mắt nó sáng lên đó. Phục hồi thì lực. Ờ, hồi thì lực cái là hai chị mấy hộp thuốc. Bữa mai thầy thôi chứ dẫn đi bệnh viện thì cũng khó khăn, mà tiền bạc đi bệnh viện là phẫu thuật mắt này nọ tiền nhiều lắm. Nhưng mà bên mình có sổ hộ nghèo không, có bảo hiểm không? Có bảo hiểm. Rồi. Nhưng mà họ sổ hộ nghèo thì cũng có. Ăn hết không vậy? Ăn hết đó. Nó ăn một hộp không đã là nó đầu hộp nữa mà có tiền thì mua cho nó, không có tiền thì cho nó la làng gì đó. Đó nãy nó la muốn bởi nhà. Nó đòi gì là cho nó ăn đó hả? Không, nó nhớ lại cái món gì thì phải kiếm tiền. Không dám đâu, nhưng mà với điều kiện là phải có tiền nha. Không có tiền, không có tiền là là để cho nó la nó hỏi đau đầu đồng kinh luôn. Làm gà em mới làm nè. Mắm nước dừa gì hết trơn trời. Ăn hết mắm hết cho nó chưa? Trời ơi, em lại mày sợ. Đó, nước mắm dừa nè. Nó ăn nó biết được cái nào dở, cái nào ngon buồn. Giỏi lắm. Trời, ăn ngon mà làm vậy cái gì dạ.
Ở đó hàng xóm đồ bà con gì có mua đồ ăn hay là cho cái gì không? Cô 100-200 mà cô mua đồ cho nó ăn. Cái đó thì mà mẹ em đi ngoại giao chứ em ở trong nhà em coi nó không em. Mẹ biết mẹ gì đâu, có cô thôi. Em trong nhà em coi nó không, em đâu có đi ra đường một nửa bước đâu. Rồi mình phải đi làm chứ, tại phải kiếm nó, tiền để nó, nuôi nó. Thì đó, cô phải, cô được 4-9 nhà chú hà xong rồi. Cô kiếm việc gì vài tiếng đồng hồ buổi chiều á. Cô gửi ché hay bọn gì phở phụ người ta đó. Kiếm tiền cho nàng. Mẹ em đâu có con nó được đâu, chỉ có em con mới được. Mẹ trẻ cô thì qua Tết cũng làm lận. Con nó cực tiền lắm anh ơi, thiệt á. Nội nó ha, tiểu tiền rồi, vệ sinh thì nó cực lắm. Nó giờ hết tả luôn nữa, đủ thứ. Đó, ăn ngon miệng lắm. Ăn vậy đi đại tiện ngày một lần hả hay sao? Lắc đầu vậy kìa. Không biết nữa, lúc nó là, lúc thì nó đi nhiều lắm, còn lúc nó không đi. Nó đi 3-4 bữa thì đi. Yeah. Nóng, uống thuốc quá nó bị bón. Nói mà một lần nữa, nó không đi thôi, một lần đi là mệt. Hơi bị mệt, đi hoài. À, nó ngon không? À. Phải ngon không? Ngon không? Ê. Ngon. Đó là dự trữ đồ ăn cho nó. Là mẹ em còn có công việc thêm là gạo gió hả? Gạo gió dắt hơi đó. Là thường thường là ba em là chạy xe ôm mà mẹ em gạo gió dắt hơi đó là vậy. Còn em lại nói ngày xưa là làm cộng tác viên live stream thì nó. Nói chung là làm đủ thứ đẹp, miễn sao con có được đồng tiền là được rồi. Mà không hồi đó giờ chưa xin ăn đồng nào hết trơn. Mà cũng không có mà thích nhờ cậy ai hay xin ái chứ. Nhưng mà không nè, ngày hôm nay hả? Ghê vào hoàn cảnh gì là buộc đành phải xin người ta. Chứ nhiều khi xin người ta cũng mệt lắm. Xin người ta hả, nhiều khi người ta hiểu người ta cho, nhiều khi người ta không hiểu người ta chửi. Trời tại giờ thằng này nó bệnh á, chứ nó không bệnh là nó không bao giờ mà nó để ngửa tay ra xin người ta tiền đâu. Nó cũng biết lòng tự trọng này nọ lắm. Em lại nói lại ba mẹ ở đó giờ không có xin ai hay là làm phiền ai chứ. Nhưng mà trước cái bệnh là bé Pháp này học làm công việc gì? Thì làm phụ chú Chính đó, bán cái đồ mà trang điểm Halloween đồ nọ đó, mấy cái đồ mà trang trí đó. Còn em thì làm đồ đủ thứ, nhà hàng món quế nè, rồi kem bớt nè, tùm lum la. Rồi về sau thì làm cộng tác viên cho mấy cái đại lý rồi mấy cái người bán hàng đa năng rồi sản phẩm B-HIT rồi này nó tăng cân giảm cân. Nhưng mà giờ người ta mình người bác sĩ có nói là nếu như nó nhập viện chữa bệnh là nó bớt hết sẵn luôn không, hay là nó vẫn nằm một chỗ bớt như gì này bớt bệnh á, viêm màng não á. Không, viêm màng não của nó đã trị xong rồi, anh thấy không? Bớt rồi hả? Viêm màng não của nó là đã trị xong rồi, nhưng mà cái biến chứng của bệnh nó là phải trị, anh thấy không? Nếu mà chị lúc đầu á, mà chị lúc đầu luôn là nó chưa có biến chứng thì là không sao. Còn giờ người ta trị cái gốc, nhưng mà mấy cái phụ biến chứng này nọ là cũng phải trị luôn. Là anh hiểu không? Chứ lúc trước là viêm màng não nó đau đầu lắm, đau đầu kinh khủng luôn. Nó đau đó mà nó đau nó mà bị mù luôn là em biết là đau đến mức độ nào đó. Thì bây giờ là nó đã hết đau rồi thì giờ nó chuyển qua biến chứng mù. Ăn trời. Đó. Chưa kịp cho ăn cũng la nó. Nó dữ. Bởi giờ lúc ở trong bệnh viện bác sĩ nó bây giờ vô thuốc là cũng đã vô thuốc theo cái phác đồ rồi. Thì giờ là em dẫn em về nhà tìm phương pháp điều trị cứu cặp mắt của nó lại cho nó nghe lại được này nọ. Đó. Nếu để lâu quá thì là nó sẽ bị tái hóa gì đó. Nó không có phục hồi được. Trời ơi, đo cái thính lực rồi cho nó đó. Nó có hai dòng máy. Nó có thể nghe được thôi. Là dòng máy hả, mà trời, nó con số tiền là em hết hồn. Sao hả? Dòng máy 26 triệu là 92 triệu. Rồi, em nói nếu con số tiền đó thôi, em cho nó điếc luôn trời rồi. Tức là do biết nhà mình không có điều kiện nên là buông hả? Buông đó. Chứ 26 triệu hay 92 triệu thì đâu làm gì mà mua được cái đó. Cho nó điếc luôn, nhưng mà còn cặp mắt thì vẫn hy vọng cứu được cặp mắt. Bác sĩ ở gia đình nói là cặp mắt của nó sẽ phục hồi được, nhưng mà với điều kiện thứ nhất là phải thu xếp cho nhanh.
Càng sớm càng tốt, nếu để lâu quá thì cơ hội phục hồi thì được thì nó rất là ít. Thứ hai là nó, khi mà nó nhìn thấy lại đó là không có nhìn thấy rõ 100% như trước, nó nhìn thấy mờ mờ thôi, tại nó đã bị tổn thương trung thức lại ở đây nè. Yeah. Nó bị tổn thương quá nặng rồi, có thể thấy mờ mờ thôi, tại vì được cái là cặp mắt của nó vẫn còn sức sống. Đúng là, rồi. Là vẫn còn ấy, chứ nếu mà cặp mắt của nó đứng yên luôn là xem như là không có cứu được. Đó, cặp mắt của nó vẫn còn sống thì nó bị chèn ép với dây thần kinh trong á. Thì cái này là người ta phải tới bệnh viện, bác sĩ gia đình nói là phải tới bệnh viện chuyên khoa mắt thì mới được. Còn đây là bên đây là thì mình đi khám bệnh viện có bảo hiểm nó xong mà bắt đầu chuyển tuyến xuống bệnh viện mắt Điện Biên Phủ. Dạ, nhưng mà đó thì hồi chưa em nói anh là muốn dẫn đi bệnh viện á, thì lúc trước dẫn nó đi bệnh viện được là tại vì cái cổ nó cụp lên cụp xuống được, còn bây giờ là nó cứng đơ vậy nè. Mỗi mà nội mà đỡ nó lên để cho nó ở đó là nó cũng đau. Lúc vừa đau đây con hấp. Mỗi lần để cho nó ở, đỡ nó lên nó ở là nó đau. Bởi vì bây giờ bạn em chỉ là phải nhờ vào đông y can thiệp thôi, là nghĩa là chăm cứu cho nó. Chăm cứu cho nó là thì người ta sẽ chăm cứu cốt đốt sống này nọ nè. Thì bên chăm cứu là em cũng có gửi hồ sơ bệnh án của nó qua, thì người ta nói là tình trạng như vậy là có uống thuốc nó cũng không có hết, chỉ chăm cứu và dùng điện châm á thì là sẽ hết. Thì bác sĩ bên chăm cứu người ta nói là với liệu trình của nó là tùy theo cơ địa của nó 3 tuần đến 6 tuần, nếu cơ địa của nó tốt á thì là 3 tuần nó sẽ phục hồi lại được, còn cơ địa của nó không tốt thì là 6 tuần, nhưng mà trung bình là cao nhất là 6 tuần, nhiều nhất là 6 tuần nữa. Thì là người ta sẽ tập vật lý trị liệu là cho thuốc uống luôn. Yeah. Yeah. Chứ mà nó là không có vô mà mấy cái bệnh viện lớn mà tại vì bệnh viện lớn người ta chỉ điều trị những cái về tây y thôi này nó, còn về mà bại liệt này đông y thì nó hay hơn. Đó là gì đó, lúc trước cái thằng mà lúc trước mà nó chưa có mù hẳn, nó còn đau đầu, nó bị xong thủy đó, thì cũng có kêu người ta tới chăm cứu, thì lúc nó vẫn còn thấy, thì người ta cái người chăm cứu đó hả nói là cặp mắt của nó vẫn còn cứu được đó. Nó bị liệt dây thần kinh bên trong đó. Giờ nó đâu có biết nó mù đâu anh ơi, giờ nó không biết nó mù, ăn ngon miệng lắm nghiệp. Nó mà hôm qua nó có nói em, nó nói chuyện với em mẹ đó, rồi sao không tranh thủ dẫn em đi điều trị mắt lại lỗ tai cho con đi nọ. Em có ghi âm lại kìa, nó nói là cái tương tầng nghiệp, nó biết nó mù rồi đó. Lúc trước nó không biết, lúc trước nó hả cứ kêu hả trời ơi sao sao không mở đèn lên dĩ chân vậy, nó la làng lên như đó, rồi bây giờ nó biết nó mù rồi. Phổ biến bằng não mà sao giờ nó đi cũng được, nó nằm liệt hả trời? Dạ thì không, nó không phải liệt mà nó yếu cơ. Yếu cơ hả? Nó yếu cơ, tay chân nó gặp liệt là anh xung đột luôn. Liệt là xung đột luôn, còn này là tay chân nó vẫn cử động được. Tại vì nó yếu thôi, sức khỏe nó yếu thôi. Bây giờ nó ăn nhiều là từ từ tay chân nó nở ra thì nó sẽ đứng dậy được. Nó đòi đứng dậy quả gì nhưng mà mỗi lần đứng dậy lại dướng cái cổ. Cái cổ nó còn cứng ngắc à. Anh thấy nó nằm nó ngước gì nó ngước lên trên con đó. Bây giờ bác sĩ bên đông y là người ta nói hả tình trạng gì là phải chăm cứu thôi, chăm cứu nó mới giãn cái gân ga, điều chỉnh lại đốt sống cổ, điều chỉnh lại đốt sống cổ là khi mà nó gập lại được thì nó sẽ ngồi gì được, rồi lúc đó mới dễ dàng dẫn nó di chuyển được, chứ giờ nó cứng đơ vậy sao mà tập nó đi được, ngồi nó còn không ngồi được sao tập được. Hết chưa? Hết rồi đó. Ê rồi đó. Nói chưa? Nè. Khi mà anh hết đó là anh dạ, lắc. Bóp cho nó. Khi mà anh hết anh lắc tay vậy nè là nó biết hết. Mỗi. Trời ăn ngon miệng. Ăn mãn miệng chứ sao. Trời nó ăn cũng mạnh chứ. Dạ nó ăn ghê lắm. Nó ăn mạnh nhờ uống thuốc bổ não đó làm cho nó ăn được. Nó có thấy được. Anh trai mà chăm sóc em trai kỹ quá à. Nó có thấy đường à, mẹ em mà coi nó xíu là bà mệt, bà làm mệt rồi. Bà bỏ củi chạy lên người. Ê, nó chứ tại vì mẹ bà cũng yếu nên coi nó mệt lắm.
Anh thấy hồi nào hồi nãy nó la làng không? Là cũng đủ là mệt rồi đó. Trời, con nó mệt lắm. Mà tiếp tục cho anh chị chú cái gì? Dạ. Nó thèm ăn vậy đó. Nó ăn ngon miệng lắm anh ơi. Đâu gai vậy trời. Nghe hả? Ở đâu gai vậy trời? Không, nó ý là nó thấy mình đút nó hỏi ở đâu ra. Ôi quên, hồi nãy vừa mới ăn cái vừa kia. Thôi.